Lại ăn gà. Nhưng mà hết rồi không ạ? Lại làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà chiên giòn y như ngoài tiệm. Đầu tiên chúng ta sẽ thái gà. Ta cho lên. Để ướp gà chúng ta sẽ sử dụng đường bột, sả bột, tiêu đen. Và trong lúc đợi gà ngấm chúng ta bắt đầu pha sốt. Đầu tiên chúng ta cho 2 thìa dầu ăn. Tiếp theo chúng ta cho nước cốt chanh. Sau đây chúng ta cho bột vào cùng nước. Đầu tiên chúng ta cho bột chiên giòn khô vào trước. Tiếp theo chúng ta cho bột ướt vào. Sau đó trộn đều. Sau khi dầu nóng mình sẽ cho gà vào chiên. Chiên gà này chúng ta cần chiên nhiệt độ 160 độ trở lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắp gà ra. Đây, anh ý cho cung béo. Tôi sắp rồi.